Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về những nét văn hóa xã giao và chào hỏi của người Pháp. Chắc ai cũng biết cái câu chào hỏi bằng tiếng Pháp là bonjour. Nếu gặp ai đó ngoài đường hay bất cứ ở đâu, cái câu đầu tiên bạn hãy chào bonjour. Nếu như bạn giỏi tiếng Pháp thì bạn có thể chào bonjour monsieur nếu như đó là một người đàn ông. Xin chào quý ông hoặc xin chào ông nếu như đó là một người phụ nữ. Bonjour madame, bonjour madame. Nếu như đó là một cô gái trẻ, một quý cô, bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle. Cái câu chào hỏi nó luôn mở đầu một câu chuyện. Khi bạn chào bonjour thì người ta sẽ chào bạn lại bonjour. Đừng quên, nếu như bạn có thể kết hợp với một nụ cười bonjour. Và có một cái nét văn hóa khác nữa của người Pháp là hôn lên má nhau lúc chào nhau. Tất nhiên là dành cho những người thân trong gia đình hoặc những người bạn đã biết nhau, có sự thân thiết thì người ta sẽ hôn lên má nhau từ 2 hoặc 3 hoặc 4 cái, tùy theo thành phố và tùy theo vùng của Pháp. Ví dụ như bạn gặp bạn Isabelle, bonjour Isabelle. Bonjour Melissa. Thì người Pháp họ chào nhau và hôn lên má nhau. Cái sự va chạm này nhiều khi người Việt chúng ta không có quen. Nếu như chúng ta mới sang, sự rụt rè, mình đã thấy những bạn cứ bị khựng lại, làm cho cái người mà đang chào mình á, họ cũng bị mất tự nhiên. Họ sợ là họ làm cái gì đó không đúng. Tuy nhiên ha, một cái người mà mình chưa biết thì mình không có để cho người ta hôn lên má ha. Nhưng ví dụ nha, bạn mới sang, bạn là một cô dâu Việt ha. Mới sang, bạn lấy một anh chồng Tây, anh chồng Pháp, và bạn đến gặp gia đình phía chồng của bạn. Thì trong gia đình phía chồng sẽ có bố mẹ chồng, anh chị chồng và những, thì đó là những người trong gia đình. Cho nên bạn đừng ngại vậy. Nhưng các bạn hiểu đó là cái văn hóa. Cho nên bạn hãy tự nhiên, cố gắng tự nhiên ha. Thì đây là cái sự khác biệt của văn hóa Việt Nam và văn hóa Pháp. Việt Nam mình thì không có sự va chạm. Không có sự va chạm cơ thể. Và yêu thương cũng không có thể hiện ra bằng lời nói. Trong văn hóa Pháp thì người ta hay thể hiện cái sự yêu thương bằng lời nói. Ha? Ví dụ như mình thương con thì mình nói je t'aime. Ha? Mình thương con thì mình nói mẹ thương con, hoặc bố thương con thì nói bố thương con. Thì người Pháp họ hay thể hiện tình cảm bằng nụ hôn hay bằng lời nói hoặc cả hai. Ví dụ như tối trước khi chúc con gái đi ngủ thì mình cũng nói chúc con ngủ ngon, bonne nuit, je t'aime. Đó, lúc nào cũng phải nói. Và người bố, người mẹ nói hay con cái thể hiện cái tình cảm qua ngôn ngữ, cơ thể, qua nụ hôn, qua lời nói. Người Việt Nam mình thì
rụt rè hơn. Người Việt Nam mình, cái văn hóa Việt Nam mình thì thương thì để trong lòng, tự hiểu, không hiểu thì thôi. Cho nên thì nó vô tình nó sẽ đúc kết cho mình một cái sự rụt rè và không quen khi nếu như mà lần đầu tiên bạn đi ra nước ngoài. Trong cái môi trường làm việc thì lại khác. Đương nhiên trong môi trường làm việc thì không có ai hôn nhau lên má ha. Khi gặp đồng nghiệp, gặp sếp, gặp khách hàng, đối tác thì là một cái bắt tay bonjour và mình bắt tay nhau ha. Nếu như bạn nào làm trong kinh doanh thì biết là một cái bắt tay chắc chắn kết nối và thể hiện cái năng lượng của mình, nó sẽ giúp cho cái sự hợp tác, cái sự làm ăn hay là cái sự làm việc chung nó sẽ ấm áp hơn. Cái bắt tay nó thể hiện rất là nhiều điều. Bonjour và bắt tay. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour. Enchanté. 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 Có nghĩa là rất hân hạnh được biết bạn. Enchanté de vous connaître. Thì đó là cái sự chào hỏi, lễ phép, lịch sự trong mối quan hệ xã hội và công việc. Còn cái sự chào hỏi trong tình yêu thì mỗi cặp riêng sẽ biết làm thế nào ha. Nhưng có một điều lưu ý mình muốn nói với các bạn là ở Pháp bạn có thể thể hiện tình cảm nơi công chúng nếu như bạn đang yêu. Có nghĩa là nếu như bạn muốn hôn nhau thì bạn cứ hôn nhau. Nếu như bạn muốn ôm nhau thì bạn cứ ôm nhau. Ở Pháp, người ta rất là thích cái sự thể hiện trong tình yêu. Rất là thích khi họ thấy một cặp đôi tình nhân đang yêu nhau. Đó là cái sự tốt đẹp. Người Pháp, họ thấy tình yêu là một cái sự tốt đẹp. Phải thể hiện ra, làm cho cuộc sống này nó đẹp. Chứ không phải nếu như ở Việt Nam thì mình ngại ha, thì lại khác ha. Mình văn hóa Việt Nam thì rất là ngại ngùng, hay cặp đôi mà yêu nhau thì không có dám thể hiện ha. Còn nếu mình lỡ thể hiện ra thì hay bị những người lớn la ha. Cặp đôi yêu nhau thường lén lút, thì đó là những cái nét khác biệt văn hóa, nó có thể làm cho mình hơi sốc nếu như mình chưa quen. Chắc là đôi yêu nhau thì các bạn chào cũng là bonjour ha. Bonjour. Bonjour ma chérie, bonjour mon chéri, bonjour mon amour, bonjour mon cœur. Vừa rồi là những chia sẻ về văn hóa xã giao của Pháp, chào hỏi và tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục chào hỏi mọi người. Hẹn các bạn vào những lần sau. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Au revoir.